chị không nhanh tay thì làm sao mà kịp. Đây, MacBook Pro M1 nha, mà sạc mới có một lần anh chị, pin là 100% luôn. Thì đây nè, một cái chiếc máy nó giống y như một cái máy mới luôn. Phím nè, còn độ nhám luôn, chưa gõ, sạc có một lần mà gõ cái gì anh chị. Đó, nhìn cái cổng sạc là anh chị đủ hiểu rồi ha. Chưa có dấu vết sạc luôn, sạc mới có một lần anh chị ơi. Trời ơi, thì em nói cái điều này phải nói luôn anh chị, quá đã ha. Trong khi á, em cược chia vẫn là cái mức giá như vậy thôi. Bên em đang chia cái mức giá Line New này á, là 19 cũ. Đó, MacBook Pro M1 thì anh chị biết chiếc M1 này rồi đúng không? Ở trên con em M1 nó đã khỏe rồi, mà trên con Pro này hiệu năng nó còn gấp rưỡi nữa anh chị. Thì bây giờ cái con này anh chị có thể làm đồ họa 2D, hoặc là ví dụ coder hay là văn phòng ứng dụng nào kia thì media thoải mái hết. Media cấp kết ngắn ha, thì ok luôn, chứ còn mà dài thì thua ha. Dài thì anh chị phải dùng mấy con Pro 14, 16 inch. Nhưng mà anh chị nhìn đi, em nói với anh chị là cái máy nó đẹp. Trời ơi, nó không khác gì một chiếc máy khu hộp luôn cô chú anh chị. Đó, quan trọng nè, vẫn được em cường bảo anh 12 tháng. Trong khi anh chị mua bằng cái giá máy cũ thôi, mà pin 100 sạc một lần, chỉ có hai chiếc thôi anh chị. Phải nhanh nha, cái kèo này mà chậm một cái thì em nó trật lất luôn. Đó, em mua cũng phải nhanh, tại hơi em vừa thấy con máy rồi em bay em chụp liền luôn. Y như là chụp hết vậy anh chị, chứ không chậm một cái người ta chụp mất đúng không? Đó, người ta chụp mất mà cô chú anh chị đi qua chỗ khác đó nha, đôn lên một cũ nữa đó. Trong khi em cường vẫn bình ổn cái mức giá 19 cũ không thay đổi đúng không? Thay vì pin 100 sạc một lần cộng 5-700, nhưng mà không có hộp gì hết, máy trần với sạc thôi. Thành ra em cường chi vẫn là mức giá đó. Đây, MacBook Pro M1 13 nó vẫn rất là mỏng nhẹ nha. Nó nặng chỉ có 1,3 kg thôi, cái 20 kg thôi. Thì cái này anh chị nào mà bỏ ba lô đi công tác, hoặc là mình đi cà phê làm việc nào kia thì em nói là hết mức chấm luôn ha. Mỏng nhẹ đẹp. Phím là phím cắt kéo rồi nha, không còn là cánh bướm nữa. Thành ra em nói những cái con ròn M1 á, phím gõ cả năm cả tháng không bao giờ lo kẹt nha. Đó. Rồi, màn hình con này thì quá đẹp rồi, không cần phải bàn ha. Retina sắc nét. Loa hay, nói chung MacBook thì được cái nó toàn diện anh chị thôi. Ngôn ngữ thiết kế của Apple từ xưa đến bây giờ anh chị rất là đơn giản ha, nhưng nó đánh vào cái giá trị cốt lõi, cái giá trị sử dụng á, dùng cho em 5-7 năm nó thoải mái luôn. Anh chị nghĩ đi, một chiếc máy vừa sang trọng mà chỉ có mười mấy cũ à, trong khi mình làm được bao nhiêu thứ kiếm ra tiền cho mình được. Em nói mấy cái deal này nè mà anh chị đợi là mất lượt đó. Cái hàng này dễ gì kiếm ra nữa anh chị, đúng không?